SIM vật lý giờ đã qua lỗi thời, muốn tiện hơn, bảo mật hơn thì chỉ có dùng eSIM. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. Nếu mọi người chưa biết thì khi các bạn mua máy tại 24 giờ Store thì sẽ được hỗ trợ kích hoạt eSIM ngay tại cửa hàng. Và cụ thể quy trình cũng như là mọi người cần phải chuẩn bị những gì thì hôm nay mình đã qua cửa hàng để trải nghiệm thực tế luôn. Nào, let's go. Nếu các bạn đã quan tâm tới bất kỳ chiếc điện thoại nào thì đều có thể tìm hiểu tại 24 giờ Store thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Với máy chính hãng thì có mức giá rẻ nhất thị trường, thuốc cuộc đời mới giảm trực tiếp thêm đến 2 triệu đồng. Chưa hết, máy cũ của 24 giờ Store là được thu từ khách với số lượng ít nhưng chất lượng cao, lại còn được dùng thử 7 ngày miễn phí, không lo mua lầm. Đầu tiên mình sẽ nói cho các bạn biết cần phải chuẩn bị những gì để chuyển đổi eSIM ngay tại cửa hàng của 24 giờ Store. Nào, để thôi. Những thứ cần thiết chắc chắn phải là một chiếc điện thoại có hỗ trợ eSIM và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Sau đó mọi người hãy đến quầy và nói rõ yêu cầu của mình là muốn đăng ký một eSIM mới hay là chuyển đổi từ SIM cũ sang eSIM. À, dạ vâng, cái này mình đang dùng nhà mạng nào anh ha? Em dùng Vinaphone. Dạ, Vinaphone. Thì cái này lát nữa em sẽ xin phép là chụp lại hai mặt căn cước công dân của mình với lại một cái hình ảnh chân dung của mình là được anh nha. Dạ. Anh có cần thêm thông tin gì nữa không? Hay là chỉ vậy thôi? Dạ, chỉ vậy thôi anh. Dạ. Làm cái này lâu không anh? Dạ, làm cái này cũng nhanh, tầm 10-15 phút là xong anh ha. Vậy là nhanh. Dạ. Theo những thông tin mình biết thì 24 giờ Store sẽ hỗ trợ hai nhà mạng là Mobifone và Vinaphone. Với Mobifone thì mức phí mà các bạn phải đóng là 50k cho một eSIM, còn Vinaphone thì sẽ là 100k cho một eSIM. Sau khi chuyển eSIM thành công thì nhân viên sẽ gửi cho các bạn một mã QR để tải thông tin. Bạn chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR để xác nhận, kích hoạt và cài đặt eSIM là có thể sử dụng. Ngoài ra thì những nhà mạng mà 24 giờ Store không hỗ trợ như là Viettel hay Vietnam Mobile thì các bạn cũng có thể ra trực tiếp cửa hàng của nhà mạng đó để có thể chuyển đổi eSIM. Tiếp theo mình sẽ giải thích sơ qua một chút về eSIM cho những ai chưa biết. Với SIM truyền thống để sử dụng được dịch vụ di động thì các bạn phải lắp thẻ SIM vào máy, còn eSIM thì sẽ được tích hợp luôn bên trong điện thoại và các bạn không cần phải tháo lắp gì cả. Hiện tại eSIM chưa quá phổ biến tại Việt Nam nhưng ở những nước châu Âu thì nó đã thịnh hành trong một vài năm trở lại đây rồi. Điểm tiện lợi nhất của eSIM là có thể biến một chiếc iPhone chỉ có một khe SIM như thế này thành một chiếc điện thoại có thể sử dụng được hai SIM. Đây là thứ mà rất nhiều người cần tới. Một vài điểm nữa đó chính là việc không có SIM vật lý thì sẽ tránh được những trường hợp mất SIM, hư SIM hay thậm chí là hạn chế được việc bụi bẩn vào trong máy chúng ta khi các bạn tháo lắp khe SIM. Hơn nữa, nếu lỡ mất điện thoại thì người lạ cũng không thể nào tháo SIM của chúng ta ra được, thì khi chiếc điện thoại đó bật lên, chúng ta có thể tìm lại được điện thoại thông qua Find My. eSIM còn rất linh hoạt trong việc chuyển đổi qua lại giữa các nhà mạng mà không cần thay thế thẻ SIM. Có những lợi ích thì chắc chắn cũng sẽ có một vài hạn chế, ví dụ như là không phải máy nào cũng hỗ trợ eSIM, hay các bạn cũng không thể nào dễ dàng chuyển đổi SIM qua lại giữa các máy như là SIM vật lý được. Hay là mình thấy cũng nhiều người lo ngại về cái vấn đề sóng sánh. Như trải nghiệm của mình thì eSIM hay SIM vật lý nó đều như nhau. Ở trong thành phố thì sóng vẫn rất là mạnh, chỉ khi nào ra những nơi hẻo lánh một chút, ví dụ như là các bạn lên đèo hay gì đó, thì sóng nó cũng sẽ yếu đều mà thôi. Tóm kết lại, mình thấy eSIM là một công nghệ tiện lợi mà mọi người nên sử dụng. Còn các bạn nghĩ sao về eSIM cũng như là đừng quên khi mua máy tại 24 giờ Store thì sẽ được hỗ trợ chuyển đổi eSIM ngay tại cửa hàng. Mọi người có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận ở bên dưới, cũng như là đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.